nợ quỳ bên chánh điện. Khi chuông chùa vừa đêm tiếng công phu, tin nữ ơi nguyên do nào người muốn đi tu. Vui kinh kề và quen mùi khó hành, nhưng tính nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng thân son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã chắc mộ ai dành dương nợ trần, người đi tu vì chán mùi chung đình và cảm thấy cuộc đời là hổ thầm gần sông, hay là vì một chút giận hờn ghen tức khổ đau, tình nữ mới toan mượn cửa am thuyền để chôn lấp mạch sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ. Kìa tinh nữ có nghe không tiếng chuông vang rền ở chánh điện, như đánh thức kẻ cần giảng đang hướng thiện hồi đầu. Nhưng tu làm sao khi quỳ trước đấng từ bi còn nức nở nghẹn ngào. Tinh nữ ơi, còn tuổi thân còn đau khổ thì lòng dạ còn nặng nề trần ai. Đây là cửa am thiền vẫn mở rộng cho người đời, chuông mở công phu vào chốn này không khó, nhưng khó giữ cho bền tâm trí một người tu. Phật tổ mà đổi mắt còn đầm đìa những giọt thu ba. Nam mô A Di Đà Phật. Đây cũng là một nạn nhân của lục dục thất tình, một tâm sự trái ngang, một đoạn đời bi thảm. Tinh nữ ơi, người ta bảo rằng thời gian là liều thuốc quý, vậy tinh nữ hãy trở về đi, hãy ráng phấn đấu để vượt qua bao nhiêu trở lực, vì có sống trong gian khổ thì ta mới tìm ra được lẽ sống của con người. Bạc đừng ngắn dòng nghiệp quyết, người còn xuân đừng tính việc đi tu. Dẫu đời người tỉ như cánh phù du,
vẫn còn tranh đâu. Sở dĩ bần tăng đi tu đây là vì 30 năm sương gió cõi trần ai đã lỡ dở mộng công hầu. Là một chiếc lá vàng rơi, tuổi thanh xuân không còn với một lão già tóc bạc răng long mắt mờ tay yêu. Thôi thì mượn lời kinh tiếng kệ để có ngăn chia đôi ngã đạo và đời. Bồ đề niệm kinh sám hối là dứt được dòng trần lụy thế gian. Còn mặc chiếc áo nâu sòng là còn mang ơn người đã vết từng tấc dài. Còn đỡ lòng bằng bữa cơm dưa muối là còn nở bát nông phu tài lắm bùng. Nam mô A Di Đà Phật đã có câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, và cũng có câu tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tín nữ trước hãy lo tu thân, rồi sau sẽ lo tu tiên tu Phật. Còn như muốn nếm mùi khổ hạnh thì năm 60 năm nữa, khi mắt đã mờ không còn nhìn rõ vạn vật muôn màu, tai đã lặng không còn nghe chuyện thị phi thiên hà, lưỡi đã tê vì tận khổ, không còn tiếp nếm những mùi mỹ vị cao lương. Chừng nay tin nữ đến đây quỳ thi pháp để có gửi thần vui bóng Phật đài. Tín nữ nên biết rằng cửa thiện môn rộng mở cho những ai không bận lòng trần lụy, bởi có câu tu đâu cho bằng khu nhà thờ cha kính mẹ